Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hạ Official. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một phiên giao dịch tương đối là êm đềm, khi mà kết phiên cũng chỉ loanh quanh tham chiếu. Nhưng mà chúng ta có một cái cổ phiếu á, là cổ phiếu DIG lại đột nhiên có một mức giảm rất mạnh và thậm chí rằng là có những thời điểm DIG giảm hơn 6%. Và điều đó nó cũng có tác động tới rất nhiều cổ phiếu khác ở trong nhóm bất động sản như là Đất Xanh này, như là Phát Đạt. Thì chúng ta thấy rằng gì ạ? Cái râu nến phía dưới nó là rất dài. Vậy thì với thông tin là DIG dính phải cái sai phạm ở trong cổ phần hóa cũng như là việc thoái vốn thì nó sẽ tác động như thế nào tới cổ phiếu này cũng như là toàn ngành bất động sản, thì Hải sẽ phân tích với anh chị một số những cái trường hợp, những cái case tương tự như cái nhịp này để chúng ta hiểu được là mỗi khi thông tin nó ra nó sẽ có những cái tác động như thế nào. Rồi thì trước khi chúng ta bắt đầu với video thì hy vọng chúng ta có thể ủng hộ Hải bằng cách cho Hải một like, một đăng ký kênh. Cũng như chúng ta cần hỗ trợ thêm, chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo ở bên dưới này. Thì Hải sẽ tư vấn cho anh chị một cách miễn phí ha. Trở lại với video ngày hôm nay thì trước khi chúng ta nói qua về DIG, chúng ta sẽ nói qua về những cái trường hợp tương tự như DIG ở trong quá khứ. Thì có một cái điều mà Hải muốn nhắc với anh chị á, là thông tin ở trên thị trường khi mà được tung ra thì nó là những thông tin mà các tay to họ đã nắm trước rồi nha. Tay to và tạo lập họ sẽ luôn luôn biết trước được là biết trước chúng ta á, khoảng tầm là 2 tuần, thậm chí rằng là vài tháng anh chị. Thậm chí rằng nó có những cái thời điểm á, nếu mà chúng ta có biết là cái báo cáo tài chính của thép á, thì có những cái công ty họ biết rất là kỹ như là Rồng Việt á, thì khi mà Rồng Việt ra những cái bài báo cáo á để định giá thép và thậm chí rằng là để ước lượng cái sự kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận của thép á, thì ra từ đầu quý mà cuối quý ông thép ổng ra cái báo cáo tài chính gần như là y chang. Thì tức là gì ạ? Tức là tay to và tạo lập thậm chí rằng họ biết trước tin khoảng tầm vài tháng, thì khi mà tin ra nó là sự phản ứng của nhà đầu tư nhỏ lẻ chứ không phải là phản ứng của tạo lập anh chị ha. Thì chúng ta sẽ phải lưu ý cái vấn đề này. Thì chúng ta đi qua trước về cái case đầu tiên, cái trường hợp đầu tiên là cái cổ phiếu VIX. Nếu chúng ta còn nhớ là chúng ta sẽ có anh Tuấn Mược nha, thay chúng ta có thể nói rằng là cổ phiếu GAC cũng được. Thì ở trong thời điểm khoảng tầm 2022 đây, nếu chúng ta còn nhớ ha, vào thời điểm khoảng tầm 2022 thì khi cổ phiếu GALAX này đang rất mạnh đây, khi cổ phiếu GALAX này đang rất mạnh ở vùng giá khoảng tầm là 36 cho tới 40, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có hai cây sàn là cây nến vào ngày 6 tháng 4 và cây nến ngày 7 tháng 4. Thì lý do vì sao Galaxy lại sàn là vì chúng ta xuất hiện những cái tin đồn thất thiệt về việc là anh Tuấn Mược bị bắt đây, Galaxy vào hai phiên này, và chúng ta thấy rằng là VIX cũng vậy. Vào thời điểm đó thì cái cổ phiếu VIX này đang tăng rất mạnh, thì tự nhiên đâu ra xuất hiện mấy cái tin rất là bậy bạ đây, vào ngày 4 tháng 4 nè, vào ngày 5 tháng 4 và cũng như là vào ngày 6 tháng 4, thì cổ phiếu đang rất mạnh tự nhiên ra cái tin là chủ tịch bị bắt, một cái là rơi ngay lập tức. Thì sau đó vẫn có những thông tin đính chính về việc là dạ, về việc là VIX đây, VIX nè hồi phục đúng không ạ, vào 13 tháng 4 và chúng ta thấy rằng hồi rất mạnh. Nhưng mặc dù tin đính chính rồi nhưng mà cuối cùng cổ phiếu vẫn tiếp tục cái đà rơi. Thì tức là chúng ta cần phải biết là những cái thông tin đó nó chỉ là một cái gọi là một cái lời giải thích đó, gọi là cái từ gì vậy? Tự nhiên hãy quên mất. Nói chung là một cái cách để cho tạo lập họ họ thực hiện cái hành vi của họ, tức là họ đã phân phối hàng trước rồi và khi mà họ đẩy tin ra thì bắt đầu là nhỏ lẻ họ mới phản ứng và họ đạp xuống, thì tạo lập họ đã phân phối xong rồi chứ không phải là tin ra thì tạo lập họ mới đè lên nhau họ bán ha. Thì một cái trường hợp tương tự thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là những cái như là ông Hòa Phát chẳng hạn. Đây, ông Hòa Phát này thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái sự phản ứng của tin tức nó rất là mạnh. Hòa Phát vào thời điểm 2021, quý 3 của 2021 thì chúng ta sẽ có một cái thông tin là Hòa Phát đạt lợi nhuận cao nhất đỉnh lịch sử khoảng tầm là 11.500 tỷ. Tuy nhiên thì những cái rumor, những cái tin đồn về Hòa Phát sẽ đạt được cái mức lợi nhuận đó đã được tung ra trước, để được tung ra trước vào khoảng tầm 10.500 tỷ, thì họ nhớ là như vậy. Thì tin ra nó cao hơn một tí xíu so với lại cái sự kỳ vọng và kết quả là Hòa Phát tạo đỉnh và rơi luôn. Thì tức là gì? Tức là mặc dù tin nó ra nhưng mà Hòa Phát thì vẫn rơi một cách bình thường, và mặc dù đó là một tin tức tốt, đó là một trường hợp thứ hai.
Trường hợp thứ ba chúng ta sẽ có là STB, thì cũng tương tự STB vào thời điểm khoảng tầm là giờ 28 tháng 3 nè, 29 tháng 3 nè, và anh chị thấy rằng giờ thậm chí rằng là vào ngày 2 tháng 4 thì thanh khoản nó rất là to. Lý do vì sao thanh khoản này to? Tại vì cổ phiếu đang rất mạnh, cổ phiếu đang bắt đầu bứt phá và tiến vào một con uptrend, thì tự nhiên đâu ra xuất hiện một cái ông nhà báo, ông nói rằng là chủ tịch của STB bị cấm xuất cảnh và bị bắt. Thì cuối cùng sao mọi người thấy là STB nó rơi, và mặc dù có cầu bắt đáy và mặc dù sau đó cũng xuất hiện những thông tin đính chính từ cả là chính phủ và cả là STB, nhưng cuối cùng cái cổ phiếu STB nó vẫn tiếp tục nó rơi và nó đánh mất hoàn toàn cái đà tăng của nó. Thì hãy lấy ba cái ví dụ trên làm gì để chúng ta quay trở về với DIG. Thì ngày hôm nay khi mà ông DIG này ổng ra một cái tin rất là xấu, đúng không, chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy xấu ngay, và chắc chắn rằng cái điều đầu tiên chị nghĩ tới nó sẽ là bán. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kỹ, thì ở trong cái bài báo này nó sẽ nói rằng là gì ạ, là cái ông DIG này có những cái vi phạm, nhưng nó là những cái lỗi rất nhỏ, nó là nhiều vi phạm nhưng không phải là những vi phạm lớn, mà đó chỉ là những vi phạm nhỏ thôi. Và khi mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy được cái điều này, và bắt đầu cầu nó tham gia trở lại. Dĩ nhiên nó sẽ không tham gia thẳng vào DIG, nhưng nó tham gia vào Đất Xanh, nó tham gia vào Phát Đạt, hay nó tham gia vào những cái ông như TCH, thì hầu như những cái ông này đều rút chân. Và DIG thì thật ra đóng nến nó cũng không quá thấp. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta đừng có quá vội mà chúng ta nhìn vào những cái nhịp này, mà chúng ta thấy, tại vì thật ra nha, thật ra thì cái vol này chắc chắn rằng là một cái vol có sự xả hàng đến từ tay to, đến từ tay to. Và chúng ta cũng nhìn qua về Đất Xanh nè, chắc chắn là thanh khoản đó là một thanh khoản rất lớn. Đây, Đất Xanh nè, thanh khoản này của Đất Xanh cũng rất là lớn nha anh chị, không hề bé. Và cả là ông Phát Đạt. Thì dĩ nhiên là đóng đến cao, nhưng nó sẽ có tác động tới xu hướng sắp tới của cổ phiếu này. Và chúng ta nên nhớ rằng là khi một cổ phiếu nó bắt đầu ảnh hưởng tới cả nhóm ngành, thì tức là cái nhóm ngành này nó đang có vấn đề. Thì chúng ta sẽ nhìn qua về cái nhận định của Hải ở trong cái room á. Thì sáng nay Hải vẫn có khuyến nghị mua Đất Xanh nè. Ngày hôm qua Hải có làm video phải khuyến nghị mọi người chúng ta mua bất động sản, thì sáng nay Hải cũng có khuyến nghị. Tuy nhiên thì khi bắt đầu tin ra thì Hải có nói rằng về anh chị em nào mà chưa mua thì chúng ta nên chờ. Và chúng ta sẽ thấy rằng á là Hải phân tích cái tin này, thì cái tin này nó sẽ có tác động, đúng không, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng chủ yếu tới DIG mà thôi, chứ còn nó sẽ không ảnh hưởng tới toàn ngành. Nhưng mà nó sẽ khiến cho cái dòng tiền vào bất động sản nó chậm đi một thời gian, và chúng ta sẽ phải chờ ra lễ thì chúng ta mới tham gia trở lại với lại cái nhóm ngành này. Thì đây là cái khuyến nghị của Hải với lại cái nhịp này. Thì anh chị thấy rằng sau ba cái trường hợp mà phân tích về cả là Galax nè, về cả là STB này, và về cả là Hòa Phát, thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cả ba thông tin nó ra đều là những tin xấu, sau đó nó được đính chính bằng một tin tốt, thì quay trở lại với lại DIG ở trường hợp này nó cũng tương tự, đúng không, nó ra một cái thông tin tương đối xấu, và ở trong cái bài báo khi chúng ta đọc kỹ lại nó là những cái nhịp nó không quá xấu, nó gọi là gì ạ, nó thay đổi cái tâm lý của mình đó, thì nhiều người chúng ta sẽ bắt đầu thôi chết rồi, mình rơi hàng rồi, mọi người nhảy vào, mọi người bắt đáy ngược trở lại và mọi người mua lại cổ phiếu này. Thì thật ra nó sẽ bị ảnh hưởng anh chị, nó sẽ bị ảnh hưởng tại vì tạo lập họ đã phân phối bớt rồi. Khi mà họ đã phân phối được vài phiên rồi á thì họ mới ra một cái tin như vậy và họ mới đạp cổ phiếu xuống. Và chúng ta nhìn qua vào Đất Xanh nè, ngày hôm qua Hải có phân tích, đúng không, ngày hôm qua Hải có làm video Hải phân tích về các cổ phiếu bất động sản, thì Hải có nói rằng là các cổ phiếu này đang gặp lực cung. Đất Xanh ngày hôm qua nè vô rất to anh chị nha, vô rất to, nhưng mà đóng nến ngày hôm qua chỉ tăng có hơn 1% thôi, chứng tỏ rằng là có áp lực cung rất mạnh lên cổ phiếu này. Thì cái việc ngày hôm nay á, Đất Xanh nó có một cái nhịp nó đạp xuống á, là để xả hàng. Nó xả được những phiên gần đây rồi và nó đạp xuống, thì chúng ta cần phải xem coi sắp tới cái vận động của các cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là DIG nó như thế nào nha. Thì nếu như mà nó vẫn tiếp tục nó giữ giá tốt như Đất Xanh thì vẫn giữ được trên 15.5, như Phát Đạt thì vẫn giữ được trên cái vùng giá khoảng tầm 21-21.5, như DIG thì vẫn giữ được cái vùng giá khoảng tầm là trên 24, thì ok, khi đó chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia. Còn nếu như DIG sau khi chúng ta phát hiện được là cái bài báo này nó nói quá, và thật ra DIG không tệ đến thế, nhưng mà ngày mai nó vẫn thủng 24, và ông Đất Xanh này ngày hôm nay rút chân tốt như vậy, nhưng qua ngày mai, qua cuối tuần nó thủng mất 15.5, thì chắc chắn rằng là một cái trường hợp rất tệ với các cổ phiếu bất động sản, và chúng ta sẽ phải thoát hàng.
À, thì chúng ta phải phân tích vào hai trường hợp. Chúng ta cần phải quan sát xem những trường hợp như thế này á, nó không phải là nó quá hiếm xảy ra, nó xảy ra rất thường xuyên. Những cái trường hợp mà bão nó dắt mùa anh chị á, nó rất thường xuyên xảy ra, thì chúng ta cần phải đọc kỹ, và chúng ta nên biết rằng là tạo lập họ vẫn luôn luôn làm như vậy, họ vẫn luôn luôn biết trước tin, và họ vẫn luôn luôn họ khiến chúng ta bị đảo ngược tâm lý. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải bình tĩnh lại, chúng ta cần phải chờ chờ vài phiên xem coi nó như thế nào vậy, như tê giác nè anh chị. Đây, TCH khi ra tin nè, giảm 3 cây sàn, đúng không? Giảm rất mạnh, giảm vài cây á, giảm khoảng tầm là cũng hơn 10%. Nhưng mà kết cục thì sao? Kết cục vẫn hồi được, nên cuối cùng thì vẫn hồi được. Thì chúng ta không nên quá tin vào những cái phản ứng của cổ phiếu trong những phiên đầu tiên, mà chúng ta cần phải xem những phiên sau á nó như thế nào thì chúng ta mới tham gia lại. Thì đây là cái khuyến nghị của Hải cho cái video ngày hôm nay, và cho anh chị là chúng ta đang cầm DG hay đang cầm các cổ phiếu bất động sản. Nhắc lại là nếu như các cổ phiếu vẫn giữ được nền hỗ trợ cho tới qua lễ thì ok, chúng ta tham gia trở lại. Còn nếu như các cổ phiếu không giữ được nền hỗ trợ khi mà chúng ta qua lễ thì chúng ta nên thoát hàng ngay lập tức anh chị nha. Đó là cách để cho anh chị chúng ta phản ứng với tin. Thì đó là một vài những cái kinh nghiệm Hải muốn truyền lại cho anh chị sau cái video ngày hôm nay. Rồi, thì đó cũng là cái kết thúc cho cái video. Thì rất cảm ơn chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Đó, hy vọng là chúng ta xem xong chúng ta sẽ hiểu hơn về thị trường, cũng như là cái cách mà tạo lập họ gọi là thao túng tâm lý anh chị. Đó, rồi chúng ta xem xong mà chúng ta thấy hay, chúng ta có thể ủng hộ Hải bằng cách cho Hải một like, một đăng ký kênh. Và chúng ta cần hỗ trợ thêm, chúng ta có thể tham gia vào cái room ở bên dưới này. Thì Hải sẽ tư vấn cho anh chị một cách miễn phí ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.